Beta bón thì phải lựa chọn loại sữa nào? Tại sao các bạn lại có một cái mong muốn như vậy? Tại vì khi mà con táo bón thì có thể là con đang trong tình trạng biếng ăn, có thể con đang trong tình trạng mà cân nặng nó không đáp ứng, nó không đủ theo cái tiêu chuẩn của WHO. Các bạn có thể biết là cân nặng theo chuẩn, các bạn có thể search video đánh giá tăng trưởng của trẻ theo từng giai đoạn, gạch ngang chưa đạt, nó sẽ có cái video đó để các bạn biết là con mình tăng trưởng như nào là đúng. Thế thì vấn đề các bạn lại khi con biếng ăn hoặc là khi con bị thiếu cân vì không đạt chuẩn thì các bạn thường lo lắng và các bạn mong muốn rằng con nó biếng ăn như vậy và nó bị táo bón dẫn đến biếng ăn như vậy thì chúng ta phải dùng cái loại sữa nào để con mình nó ít táo bón và nó đảm bảo cân nặng cho con. Đấy. Hoặc là cũng có những cái bạn mà dạ chúng ta lựa chọn cái sữa công thức nào đó, tức là con bạn đang dùng đấy, mà bạn thấy con cái sữa đó thì nó bị táo bón thì các bạn mong muốn tìm một loại sữa nào đó để tốt cho con bạn, đúng không ạ? Tuy nhiên có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Nếu như con bạn bị táo bón, cho dù bạn muốn dùng thêm sữa để cho con có thêm dinh dưỡng để đảm bảo cân nặng, hoặc là con bạn đang dùng loại sữa nào đó thì các bạn muốn đổi một loại sữa nào đó, đúng không? Cứ nào đó thôi, để con bạn hết táo bón, thì xin chia sẻ với các bạn rằng là chẳng có loại sữa nào để giúp con bạn hết táo bón cả, và chẳng loại sữa nào để giúp con bạn hết biếng ăn cả, và cũng chẳng có sữa nào để giúp con bạn tăng cân cả. Các bạn hình dung không ạ? Chính vì vậy, chúng ta thay vì chúng ta loay hoay chúng ta tìm một loại sữa nào đó để cho con mình hết táo bón thì các bạn hãy quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng của con bạn. Tại vì vấn đề táo bón ở trẻ em thì 95% đó là táo bón chức năng, táo bón cơ năng, đúng không? Chức năng hay còn gọi là cơ năng. Và cái nguyên nhân của nó là do hoàn toàn cái chế độ sinh hoạt của bé nó không phù hợp và có các cái yếu tố nó thuận lợi, cái nguyên nhân thì nó khởi phát nên cái vấn đề táo bón. Các bạn nên nhớ rằng táo bón nó không phải một bệnh. Táo bón là biểu hiện của một cái vấn đề nào đó nó đã nảy sinh trong cơ thể của trẻ và nó biểu hiện ra bên ngoài, trẻ nó không đi cầu được. Đúng chưa? Trẻ không đi cầu được thì do cái nhu động đại tràng nó bị rối loạn. Cái sự hấp thu nước và điện giải ở đại tràng nó bị rối loạn. Và cái sự rối loạn đó là do đâu? Do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Do chế độ dinh dưỡng của bé ăn nó không đảm bảo, không cân đối, dẫn đến nó khó tiêu. Đúng không ạ? Vậy chúng ta phải đi giải quyết những cái nguyên nhân bên trong đó, chứ không phải chúng ta đi loay hoay để lựa chọn là sữa nào đó để cho con bạn hết táo bón. Thế thì có bốn cái yếu tố mà nó giúp khởi phát, cũng là bốn cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng táo bón ở trẻ em hiện nay, đúng không? Tôi đã chia sẻ với các bạn. Thứ nhất đó là gì ạ? Đó là bé bị nứt kẽ hậu môn, và mỗi lần nứt kẽ hậu môn như vậy thì bé đi nó sẽ đau, nó sẽ rát, dẫn đến đứa trẻ nó sợ đi cầu. Đó. Thế thì chúng ta phải, đấy là cái điều kiện thuận lợi để xảy ra tình trạng táo bón khi mà nứt kẽ hậu môn như vậy, khi mà đi ị nó rát, nó đau như vậy, thậm chí chảy máu tươi như vậy thì bé nó rất là sợ. Nó sợ như vậy nó nhịn ị, nó nhón chân mà nó nhịn ị thì phân nó ứ lâu trong trực tràng, trong đại tràng và nó bị hút khô nước và từ đó phân nó rắn hơn. Cộng với cái việc mà chế độ ăn của các bạn nó bị sai. Đúng không ạ? Đấy, nó bị sai. Tại vì khi mà con nó nhịn đi cầu ấy thì cái bụng nó mới trướng lên. Ăn khó tiêu, nó khó chịu. Đúng không? Thì con nó sẽ sút cân, nó mệt mỏi. Các bạn lại mua nhiều các cái chất dinh dưỡng để nhồi nhét cho con. Vô hình chung rằng cái tỷ lệ dinh dưỡng nó không cân đối và con bạn sẽ nặng hơn cái tình trạng đó. Đấy, thì đấy đầu tiên nứt kẽ hậu môn, đúng không? Thế thì cái việc nứt kẽ hậu môn này nó còn đến do một cái nguyên nhân khác nữa, đó là khi mà con đi ị, các bạn có thể là gì ạ, nó ngoáng, tìm một cái giấy nào đó, một cái khăn nào đó ngay bên cạnh để lau cho con, hoặc thậm chí là lấy luôn cái quần mà con đang mặc, cái tã mà con đang quấn để chúng ta chùi mông cho bé. Khi mà chùi mông như vậy thì chúng ta không biết rằng cái niêm mạc ở hậu môn của trẻ nó vô cùng mỏng, nó rất mỏng và nó rất yếu. Chúng ta chỉ cần cầm cái quần của bé, một cái tờ giấy nó không đủ độ mềm, đúng không? Nó quyết một cái thôi mà lực của chúng ta quyết, các bạn biết rồi đấy, quyết như vậy là nó xước ngay cái hậu môn và nó dẹp. Và một ngày nó đi 2-3 lần như vậy, các bạn quyết như vậy thì nó rách hậu môn, nó xước hậu môn, và khi nó đi phân thì phân lại có nhiều các cái vi khuẩn có hại nữa, cho nên là nó dễ viêm và dạ sưng rồi rách hậu môn, bé đi nó sợ. Đấy là một cái yếu tố khởi phát nữa và nó gây ra tình trạng đó, chúng ta phải hết sức là lưu ý nhá. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, đó là do yếu tố tâm lý của trẻ. Hầu hết các vấn đề về về bé khởi phát táo bón liên quan đến vấn đề tâm lý. Tâm lý ở đây là như nào? Ví dụ là trẻ đến từ học đường, trẻ đi học, và đi học như vậy bé thay đổi môi trường, thay đổi chế độ ăn uống, bé còn bỡ ngỡ với bạn, với cô giáo, tự dưng có một cái gì đó nó khác lạ trong cơ thể của trẻ.
trong tâm trí của trẻ. Và mỗi lần đi cầu như vậy bé rất là sợ. Nó sợ gì ạ? À, nó sợ rằng ô đi cầu là cái gì đấy nó rất là bẩn. Nó sợ rằng cô giáo sẽ mắng, đúng không ạ? Đương nhiên là có rất nhiều cô giáo tốt và đồng cảm với trẻ và thấu hiểu cái tâm lý của trẻ. Nhưng cũng có rất nhiều cô giáo mỗi lần trẻ đi vệ sinh, bé không đi bồn đúng bồn cầu mà bé ít ra quần ấy, cô giáo phải dọn ấy, thì cô giáo thường thường nhăn nhó, thường khó chịu, đúng không? Có cô sẽ nói rằng sao em không đi vào kia để, tức là sao không em đi vào nhà vệ sinh, đúng không? Tức là nhưng mà các cô giáo thường nói với một cái tâm thế là khó chịu, trách móc, khiến trẻ nó sợ hãi và trẻ nó sẽ nhịn đi cầu. Cái vấn đề tâm lý như vậy khiến cho trẻ nhịn đi cầu và sợ đi cầu đầu tiên, đúng không ạ? Cái vấn đề tâm lý thứ hai mà ảnh hưởng đến trẻ đó là gì ạ? Ở nhà ấy, đúng không? Khi mà trẻ đi cầu thì các bạn thường nói rằng ôi bẩn lắm, cái này bẩn lắm, con đừng có động vào. Tức là thường trẻ nó đi ị xong thì nó có thể là quay ra nó nhìn nó nghịch, thì bà mẹ sẽ chạy vù cái đến cầm vứt đi, đúng không ạ? Bảo là cái này bẩn lắm. Tức là chúng ta nói rằng với con rằng gì ạ? À, đi ị là rất bẩn, đúng không ạ? Đi ị là rất bẩn, cái này rất là bẩn nên con nó rất là sợ. Cái thứ hai là gì ạ? À, con nó đi ị như vậy thì có những bạn đã bận việc rồi, đã mệt rồi, con đi ra quần đứng dậy lại phải dọn, thì các bạn khi các bạn dọn như vậy, các bạn buông ngay những cái lời mắng nhiếc trách móc con mình, trách móc con trẻ, đúng không ạ? Thì khiến trẻ nó cũng sợ hãi. Nó sợ hãi như vậy sao ạ? Lần sau nó rất là sợ đi cầu, nó nhịn đi cầu. Và cái yếu tố như vậy làm trẻ nó nhịn đi cầu, nó sợ đi cầu và nó ứ trong phân trực tràng rất là lâu như vậy, nó không tốt chút nào cả, đúng không ạ? Đây là yếu tố thứ hai, là yếu tố cái nguyên nhân mà nó gây khởi phát cái táo bón. Cái thứ ba đó là gì ạ? Cái chế độ ăn của các bạn nó rất là ảnh hưởng lớn. Tại vì cái cơ năng này hoàn toàn do thói quen sinh hoạt và dạ, thói sinh hoạt và vận động của trẻ. Thì các bạn thường ham cân nặng, nuôi con bằng cái cân. Đó, chúng ta lựa chọn một cái loại sữa nào đó để tăng cân. Các bạn dùng sữa cao năng lượng để giúp con tăng cân, đúng không các bạn? Rồi sao ạ? Chúng ta khi mà có tâm lý như vậy, chúng ta thường nhồi nhét cho trẻ các loại thực phẩm giàu giàu chất đạm như là yến xào này, như là thịt bò này, như là cá hồi này, như là hải sản này, ăn với tâm lý nhồi nhét, đúng không ạ? Nhồi nhét rất là nhiều đồ chiên nóng này, đồ chiên chiên rán này, đúng không ạ? Những cái đồ đấy nó không cân bằng mà các bạn ăn thiếu rau đấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng gì ạ? Khó tiêu và đầy hơi, và khi vậy là phần nó cứng hơn, nó to hơn và nó sẽ đi cầu nó khó và nó gây tình trạng táo bón. Đấy. Rồi chúng ta pha sữa thì con mình nó đã thiếu cân. Các bạn nghĩ con mình nó thiếu cân mà chúng ta lại pha đặc hơn. Ví dụ 100 ml nước thì các bạn pha 3 thìa sữa thì các bạn cho nghe 5 thìa sữa vào. Đúng là như vậy nhá. Thì yếu tố dinh dưỡng là yếu tố mà chúng ta đang mắc phải nhiều nhất. Chúng ta đang không có kiến thức về vấn đề này. Và yếu tố cuối cùng đó là gì ạ? Con bạn đang có thể đang dùng thuốc, có thể con bạn đang bị viêm mũi họng, đúng chưa? Và bé dùng kháng sinh, dùng corticoid, hoặc là gì ạ? Bé bị tiêu chảy, chúng ta dùng các cái thuốc cầm tiêu chảy một cách không hợp lý nhá. Không hợp lý, được chưa? Rồi các bạn hay cho trẻ lá ổi rồi lá hồng xiêm cái gì đó, đúng không? Cái điều đó nó không tốt chỗ nào cả. Nó chứa nhiều tanh lanh và nó dạ, nó làm loạn vi khuẩn đường ruột và nó sẽ làm rối loạn quá trình hấp thụ nước điện giải, nó làm rối loạn cái quá trình cái nhu động đại tràng, đúng không? Thì nó sẽ không tạo ra gì cả, phản xạ đi cầu được. Chính vì vậy nên là bé sẽ bị táo bón. Như vậy vấn đề của con bạn đấy ấy, là chúng ta phải nhận ra bốn cái yếu tố đó, bốn cái nguyên nhân đó và bốn cái điều kiện thuận lợi đó nó gây ra cái tình trạng táo bón của con bạn. Các bạn có dùng bất kỳ loại sữa nào nó cũng không thể giải quyết được vấn đề táo bón nếu như cái bốn vấn đề kia các bạn không nhận ra nó và không điều chỉnh nó, không điều tiết nó để giúp con mình có một chế độ dinh dưỡng, đúng không ạ? Có một cái thói quen sinh hoạt nó đúng đắn hơn. Và một điều nữa mà tôi chia sẻ ở đây đó là điều thứ năm, đó là vấn đề vận động của trẻ. Khi mà bố mẹ lười vận động thì chắc chắn con sẽ lười vận động. Điều đó các bạn ngẫm mình xem đúng không ạ? Các bạn lười thể dục chắc chắn con bạn sẽ lười thể dục và nó sẽ hàng ngày nó cắm đầu vào cái tivi và smartphone để nó học online cũng như là dạng nó chơi. Trong thời đại từ buổi mà dịch nó đang bùng phát như thế này và nó chưa được kiểm soát như thế này và nó đang là một cái vấn đề đặc hữu của xã hội như thế này, thì online đang là nơi mà những đứa trẻ nó học và nó chơi, nó không vận động, nó không có vận gì cả. Và không vận động như vậy thì sao ạ? Nó dẫn đến cái tình trạng gì ạ? Cái đường tiêu hóa nó không vận động và nó dễ táo bón hơn, đúng chưa các bạn? Và vận động như vậy thì lại không ít vận động như vậy thì ăn đồ nhanh, ăn rất là nhanh để chơi, ăn không tập trung này, vân vân vân. Đó là cái điều kiện khởi phát để vào cho vấn đề trẻ táo bón. Như vậy cái video này các bạn mong muốn rằng anh Đạt sẽ tìm cho các bạn một loại sữa nào đó để giúp các bạn táo bón. Anh ơi có loại sữa nào không? Con này táo bón quá, đúng không ạ? Thì anh trả lời một câu hỏi các bạn rằng chẳng có loại sữa nào để giúp các bạn hết táo bón cả. Nếu như bạn không giải quyết năm vấn đề anh vừa chia sẻ ở trên. Tuy nhiên nếu như mà con bạn đang dùng thêm sữa công thức bên ngoài thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn những cái loại sữa công thức ấy nó có bổ sung thêm probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn hay gọi là men vi sinh. Nhưng mà rất tiếc rằng những cái probiotic có trong sữa thì nó không được bao kép, cho nên cái tỷ lệ sống nó rất là kém, cho nên bổ sung vào thì hiệu quả không cao.
Đúng không? Tất nhiên có vẫn hơn là không, đúng chưa các bạn? Đấy. Thì đó là cái câu trả lời mà anh dành cho các bạn có con bị táo bón và với mong muốn là tìm một loại sữa nào đó để con hết táo bón thì là không có, được chưa các bạn? Và nếu như có vấn đề nào đó các bạn chưa rõ, chưa hiểu, các bạn có thể comment dưới cái video này, anh sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm với các bạn những vấn đề đó. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century để theo dõi nhiều các video tiếp theo nữa. Trên kênh có rất nhiều các cái video quan trọng để giúp bạn nuôi con nhàn hơn, hiệu quả hơn, con khỏe hơn, mẹ vui vẻ, không stress và tiết kiệm tài chính hơn. Rồi chúc các bạn điều trị táo bón cho con thành công. Xin chào các bạn.